Julie xin mến chào quý vị đang theo dõi tin người Việt Canada và cảm ơn thời gian cũng như là sự góp ý của quý vị trong mỗi bản tin mỗi ngày và rất mong sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nữa từ tất cả quý vị. Và thưa quý vị, quay trở lại thì có lẽ rằng những quý vị nào có người thân tại Việt Nam đặc biệt là ở những khu vực đã bị ảnh hưởng bởi bão trong những ngày vừa qua rất là lo lắng và Julie thay mặt cho chương trình xin gửi đến tất cả quý vị và chúc tất cả và cũng như là mọi điều bình an sẽ đến với quý vị và gia đình. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay thì báo chí của Canada cũng đã thông tin về sự kiện trên và cho biết rằng số người đã tử vong do bão ở Việt Nam đã tăng lên 64 khi mà lũ cuốn trôi một chiếc xe bus và khiến cho một cây cầu đã bị sập. Và một cây cầu bị sập cũng như là một chiếc xe bus đã bị lũ cuốn trôi ở Việt Nam vào sáng ngày hôm nay thứ hai ngày 9 tháng 9 nâng tổng số người tử vong ở quốc gia Đông Nam Á lên ít nhất là 64 người do cơn bão và những trận mưa lớn sau đó cũng đã phá hủy những nhà máy ở trung tâm công nghiệp phía Bắc tập trung vào xuất khẩu, theo thông tin cho biết. Và thưa quý vị, 9 người đã tử vong vào thứ Bảy sau khi mà cơn bão Yagi đã đổ bộ vào Việt Nam trước khi mà suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Những người còn lại đã tử vong trong trận lũ lụt và lỡ đất xảy ra sau đó vào Chủ nhật cũng như là thứ Hai và một chiếc xe bus chở 20 người đã bị cuốn xuống một con suối ngập lụt do lở đất ở tỉnh miền núi Cao Bằng vào sáng thứ hai. Truyền thông cũng đã cho biết rằng 4 thi thể đã được tìm thấy ở trên xe bus và một người đã được cứu sống, những người khác vẫn đang mất tích. Tại tỉnh Phú Thọ, thì các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục diễn ra sau khi mà một cây cầu thép bắc qua sông Hồng đã bị sập vào sáng ngày 9 tháng 9. Các báo cáo cũng cho biết rằng 10 xe hơi và xe tải cùng với hai xe máy đã rơi xuống sông. Và một số người đã được kéo ra khỏi sông, đưa đến bệnh viện nhưng mà ít nhất 10 người vẫn đang bị mất tích. Nguyễn Minh Hải, người đã rơi xuống dòng sông Ngập Lục đã nói với Đài truyền hình Việt Nam rằng Tôi rất sợ khi mà ngã xuống và tôi cảm thấy như mình vừa thoát khỏi cái chết. Tôi không biết bơi và tôi nghĩ mình đã chết. Phạm Trường Sơn, 50 tuổi, Nói rằng anh đang lái xe trên cầu thì nghe thấy một tiếng động lớn. Trước khi biết chuyện gì đang xảy ra, anh đã rơi xuống sông. Tôi cảm thấy như mình đã chết đuối dưới đáy sông. Nhưng đồng thời cho biết rằng anh đã cố gắng bơi và bám vào một cây chuối trôi dạt và giữ mình nổi trước khi được cứu vớt. Thưa quý vị, hàng chục doanh nghiệp tại tỉnh Hải Phòng vẫn chưa thể tiếp tục sản xuất do nhà máy bị hư hại nặng nề và tờ báo cũng đã cho biết rằng mái nhà của một số nhà máy đã bị thổi bay, nước thì thấm vào bên trong, làm hỏng hàng hóa, thành phẩm và thiết bị đắt tiền. Một số công ty cũng đã cho biết rằng họ vẫn chưa có điện vào sáng ngày hôm nay và phải mất ít nhất là một tháng nữa mới có thể tiếp tục sản xuất. Một số khu vực ở Hải Phòng, Quảng Đinh vẫn chưa có điện vào sáng ngày 9 tháng 9 và hai tỉnh này là trung tâm công nghiệp, nơi có nhiều nhà máy sản xuất hàng hóa, bao gồm nhà máy sản xuất xe điện của VinFast, và các nhà cung cấp cho Apple cũng như là các USI. Các nhà chức trách vẫn đang đánh giá thiệt hại đối với các nhà máy này thưa quý vị, nhưng ước tính ban đầu cho thấy gần gần 100 doanh nghiệp đã bị hư hại, gây thiệt hại hàng triệu đô la. Chính phủ Việt Nam cũng đã phê duyệt gói hỗ trợ 4,62 triệu đô la để có thể giúp cho thành phố Hải Phòng phục hồi. Cơn gia Yagi là cơn bão mạnh nhất đã đổ vào Việt Nam trong nhiều thập kỷ khi mà đổ bộ vào đất liền với sức gió lên tới 149 km h Bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào Chủ nhật ngày 8 tháng 9, nhưng cơ quan khí tượng của nhà nước vẫn cảnh báo rằng những trận mưa lớn liên tục có thể sẽ gây ra lũ lụt và lở đất. Và vào Chủ nhật, thì một trận lở đất cũng đã giết chết 6 người, bao gồm một trẻ sơ sinh và làm bị thương 9 người khác ở thị trấn Sapa. Một địa điểm đi bộ đường dài nổi tiếng với những cánh đồng lúa bậc thang và những ngọn núi thưa quý vị. Nhìn chung, các phương tiện truyền thông nhà nước Việt Nam cũng đã đưa tin là có 21 người đã tử vong, ít nhất 299 người bị thương trong suốt cuối tuần. Và có lẽ rằng quý vị cũng đã chứng kiến những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội khi mà cơn bão đã kéo tới Hà Nội. Bầu trời u ám và thỉnh thoảng có mưa vào sáng ngày 9 tháng 9 khi mà các công nhân đang tiếp tục dọn dẹp, những cây bị bật gốc, các biển quảng cáo thì bị đổ và cột điện cũng đã bị gãy đổ. Mưa lớn vẫn tiếp tục ở phía tây bắc của Việt Nam và các nhà dự báo cho biết rằng lượng mưa có thể vượt quá 40cm ở một số nơi. Và cơn bão Yagi cũng đã làm hư hại đất nông nghiệp. Trước khi mà đổ vào Việt Nam, cơn bão này đã gây ra ít nhất là 20 ca tử vong ở Philippines vào cuối tuần trước và 4 ca tử vong ở miền Nam Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc cũng cho biết rằng, thiệt hại về cơ sở hạ tầng trên khắp tỉnh đảo Hải Nam lên tới 102 triệu đô la Mỹ, với 57.000 ngôi nhà đã bị sập hoặc là hư hại, mất điện, nước và đường xá đã bị hư hại hoặc là không thể đi qua do cây đổ. Và Gia Ghi cũng đã đổ bộ lần thứ hai vào Quảng Đông, một tỉnh đất liền giáp với Hải Nam vào đêm thứ Sáu. Và thưa quý vị, các cơn bão như là bão Yagi đang mạnh lên do biến đổi khí hậu, chủ yếu là do nước biển ấm hơn, cung cấp nhiều năng lượng hơn để thúc đẩy các cơn bão và dẫn tới tốc độ là gió tăng, lượng mưa lớn hơn, theo Giám đốc Đài quan sát trái đất của Singapore đã cho biết và đưa ra những nhận định trên. Và quay trở lại với những tin tức quan trọng ở Canada trong tuần này. Thưa quý vị, khi mà Air Canada đang chuẩn bị đóng cửa khi các cuộc đàm phán với công đoàn phi công gần như là bế tắc và Julie cũng như là ban biên tập cũng đã nhận được những câu hỏi của quý vị đó là làm sao để có thể uh, gọi là kiểm tra những chuyến bay của mình trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 9 cho đến 23 tháng 9. Thì thưa quý vị, nếu như quý vị có những chuyến bay ở trong khoảng thời gian này thì trước khi mà ra sân bay cũng như là có thể trước đó một ngày quý vị hãy lên website của Air Canada và vào là fly check hoặc là fly status nhập mã số chuyến bay của quý vị và kiểm tra về những thông báo mới nhất và Air Canada thì họ nói rằng họ đang hoàn thiện kế hoạch đình chỉ hầu hết những hoạt động của mình và có khả năng sẽ bắt đầu vào chủ nhật vì các cuộc đàm phán với công đoàn phi công đang gần đi đến bế tắc và yêu cầu về tiền lương không linh hoạt, hãng hàng không lớn nhất của Canada đã cho biết thông tin này vào ngày 9 tháng 9. Và Air Canada cũng như là công ty con, một hãng hàng không giá rẻ của họ, đó là Air Canada Rouge, cùng nhau khai thác gần 670 chuyến bay mỗi ngày. Và nếu như họ không đạt được thỏa thuận về Hiệp hội Phi công Hàng không, thì việc đóng cửa có thể sẽ ảnh hưởng tới 111.000 hành khách mỗi ngày thưa quý vị. Các phi công của hãng hàng không này đã nỗ lực thu hẹp những khoảng cách lương đối với đồng nghiệp tại Hoa Kỳ và những người đã ký những thỏa thuận lao động có lợi vào năm 2023 trong bối cảnh thiếu hụt phi công và nhu cầu đi lại thì mạnh mẽ. Và Air Canada nên ngừng đe dọa làm gián đoạn hoạt động hàng không và đưa ra các đề xuất nghiêm túc để giữ cho hãng hàng không hàng đầu của Canada này có khả năng cạnh tranh trên thị trường hàng không của toàn cầu. Đây là những chia sẻ của người đứng đầu công đoàn địa phương, đại diện cho các phi công của hãng hàng không cho biết. Các cuộc đàm phán giữa ALPA, đại diện cho hơn 5.200 phi công của hãng này, vẫn đang tiếp tục. Nhưng mà thưa quý vị, cả hai bên vẫn còn cách xa nhau. Air Canada tin rằng vẫn còn thời gian để có thể đạt được một thỏa thuận với nhóm phi công của chúng tôi, với điều kiện là công đoàn ALPA hãy điều chỉnh mức lương của mình và vượt xa mức tăng lương trung bình của Canada. Các phi công của ALPA trước đây đã nói rằng mức lương hiện tại tại hãng đối với Delta Airlines của Hoa Kỳ cao hơn tới 45% so với mức lương theo giờ của hãng hàng không tại Canada. Vào ngày 27 tháng 8, thì công đoàn và hãng hàng không cũng đã bước vào thời gian tạm dừng bắt buộc kéo dài 3 tuần. Trong thời gian đó, thì công đoàn không được phép đình công. Air Canada dự đoán sẽ mất từ 7 đến 10 ngày để có thể hoạt động bình thường trở lại sau khi mà lên đóng cửa hoàn toàn được áp dụng. Và công ty cũng cho biết rằng họ đang đàm phán với các hãng hàng không khác để có thể sắp xếp lại chỗ cho khách hàng đã bị mắc kẹt trong trường hợp mà chuyến bay bị hủy. Chính phủ của chúng tôi tin rằng Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào quá trình thương lượng tập thể và người dân Canada đang trong cày vào các bên để có thể đạt được thỏa thuận. Đây là những tuyên bố từ văn phòng của Bộ trưởng Lao động Canada cho biết. Và Julie cũng như là tin người Việt Canada sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan tới cuộc đình công này cho tất cả quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. và tiếp đến thưa quý vị à, mời quý vị chúng ta cùng nói về thị trường nhà ở mùa thu của canada theo các chuyên gia cho biết rằng nó có thể là một thời điểm chính mùi cho những người mua nhà lần đầu tiên và một số phân khúc nhà ở canada vốn không đủ khả năng chi trả trong một thời gian dài có thể sẽ mở cửa cho những người mua nhà lần đầu vào mùa thu này khi mà lãi suất đã giảm nhưng mà các chuyên gia cũng dự đoán rằng giá sẽ tương đối ổn định Hoạt động trên thị trường nhà ở Canada phần lớn đã bị hạn chế trong suốt mùa xuân và mùa hè. Mặc dù Ngân hàng Canada đã cắt giảm lãi suất với mức giảm là 25 điểm cơ bản lần thứ ba liên tiếp. Nhà môi giới bất động sản có trụ sở tại Toronto đã nói với báo chí rằng, mặc dù mùa hè theo mùa là thời điểm chậm hơn đối với doanh số bán nhà, nhưng mà ông cũng tin rằng việc mà cắt giảm lãi suất vào tháng 6 và tháng 7 là không đủ để có thể thay đổi câu chuyện đối với những người mua mà vẫn còn bị loại khỏi thị trường nhà ở. Việc giảm lãi suất chính sách của Ngân hàng Canada đã hạ thấp rào cản gia nhập đối với những người muốn mua nhà và nhiều người trong số họ đã bị gạt ra ngoài lề khi mà họ phải vật lộn để có thể đủ điều kiện thế chấp tham gia vào thị trường sở hữu nhà ở tại Canada. Và giờ đây, khi mà chúng ta đã cắt giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp chỉ trong một năm, tôi nghĩ rằng đây là điều mà nhiều cuộc trò chuyện hơn sẽ có thể bắt đầu dành cho những người đã chuẩn bị và sắp mua nhà lần đầu tiên. Nhà kinh tế học của ngân hàng TD đã cho biết rằng ông đang kỳ vọng doanh số tăng giá lành mạnh vào quý 4 của năm 2024, một phần là nhờ lãi suất thấp hơn, nhưng ông cũng lưu ý rằng hoạt động vẫn có khả năng sẽ chậm hơn so với tốc độ trước đại dịch vì chi phí vay và giá trị nhà ở vẫn ở mức cao. Và TD Bank cùng với các ngân hàng cho vay lớn khác dự đoán rằng Ngân hàng Canada sẽ hạ lãi suất chính sách xuống mức ổn định khoảng 2,5% vào năm 2025. Lưu ý rằng với sự tự tin ngày càng tăng về một con đường giảm lãi suất, người mua có xu hướng chờ đợi với hy vọng bảo đảm rằng lãi suất thấp nhất hoặc là khoảng thế chấp của lớn hơn. Điều đó cũng có thể hạn chế một số lượng người mua tràn vào thị trường mùa thu năm nay, ngay cả khi mà những người khác đạt đến điểm mà chi phí vay phù hợp với kế hoạch mua nhà của mình và sẽ có một nhóm người tiêu dùng muốn chờ thêm một chút nữa để cố gắng tận dụng nhiều đợt lãi suất cũng như là cắt giảm hơn. Và sau đó sẽ có những người chỉ đang ở bờ vực và điều này sẽ đủ để khiến cho họ đưa ra quyết định. Sự gia tăng số lượng người mua tích cực có thể sẽ làm gia tăng sự cạnh tranh về bất động sản ở trên thị trường. Thống đốc Ngân hàng Canada ông Tim McLean đã thừa nhận trong tuần này rằng giá nhà có thể sẽ tăng khi mà lãi suất chính sách giảm và các điều kiện trên thị trường trái phiếu mềm mỏng hơn khiến cho lãi suất thế chấp giảm xuống. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu khi mà lãi suất giảm và khi hoạt động trên thị trường nhà ở tăng lên, bạn sẽ thấy giá nhà tăng lên. Harry Remax Canada đã công bố triển vọng thị trường nhà ở vào mùa thu năm nay thưa quý vị. Họ dự báo rằng giá nhà sẽ tăng nhẹ vào cuối năm tại hầu hết các thành phố của Canada. Và báo cáo cũng dự kiến rằng giá tăng từ 1 đến 6% ở khoảng 3 phần 4 thị trường trên khắp Canada so với quý đầu tiên của năm 2024. Nhưng mà một số thị trường, đặc biệt là một số thị trường đắt đỏ nhất như là ở Ontario, thì vẫn được dự đoán sẽ chứng kiến một giá giảm trong suốt thời gian còn lại của năm nay. Verimarkt cũng đã dự báo giá nhà trung bình tại khu vực Toronto sẽ giảm 2% cho đến cuối năm. Thị trường cũng đã chứng kiến giá trị giảm vào mùa hè này, với số liệu nhà ở mới nhất trong tháng 8 đã được công bố trong tuần này cho thấy rằng giá giảm 0,8% hàng năm cũng như là doanh số bán cũng đã chậm lại theo từng năm. Chủ tịch của Remax Canada cũng cho biết, ông tin rằng việc mà cắt giảm lãi suất gần đây đang khuyến khích ngày càng nhiều người mua quay trở lại thị trường nơi mà nguồn cung thị trường đã vượt quá nguồn cầu. Và hầu hết những người mua tiềm năng đã hoãn kế hoạch của mình trong gần 2 năm và giờ đây họ thấy rằng vẫn còn cơ hội khi mà vẫn còn nhiều hàng tồn kho và nhiều sự lựa chọn hơn. Người mua cũng có thể thương lượng với người bán, đặc biệt là ở thị trường chung cư tại Toronto. Và tôi nghĩ chúng ta đang trên đường đến một thị trường lành mạnh hơn nhiều. Trong khi lãi suất thấp hơn có thể sẽ đẩy giá lên dài hạn thì các chuyên gia không chắc chắn về diễn biến của 2 hoặc là 3 tháng tới. Với lãi suất thấp hơn và dự kiến người mua sẽ tăng theo mua thì bất kỳ một hành động nào về giá sẽ phụ thuộc vào việc xu hướng tăng giá niêm yết có tiếp tục hay không và tăng trưởng nguồn cung có bù đắp cho những nhu cầu hay không và dự đoán khả năng chia trả nhà ở sẽ có thể cải thiện vào mùa thu nhưng mà vẫn còn căng thẳng ở hầu hết các thị trường lãi suất vẫn ở mức cao ngay cả sau một vài lần cắt giảm và giá nhà như quý vị đã biết nó đã tăng chóng mặt trong những năm gần đây Chúng tôi thấy rằng khả năng chi trả được cải thiện không chỉ vào mùa thu mà còn trong tương lai khi lãi suất giảm. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nó vẫn sẽ ở mức gần với mức tồi tệ nhất của lịch sử. Cơ hội cho người mua nhà chung cư lần đầu tiên. Theo các chuyên gia trao đổi với báo chí cho biết rằng tình trạng dư thừa nhà chung cư hay là condo hiện đang được ra bán tại Toronto có thể sẽ được điều chỉnh giá, đánh dấu một cơ hội cho người mua nhà lần đầu vào mùa thu năm nay. Giá trung bình tại thị trường condo của Toronto quá cung, đã giảm 5% kể từ quý 3 năm 2023. Dự đoán giá trị sẽ tiếp tục giảm ở mức một chữ số từ trung bình cho đến cao và đến đầu năm 2025 khi mà các căn condo mới hoàn thành được đưa vào thị trường và giá thuê sẽ giảm, thúc đẩy các nhà đầu tư niêm yết bất động sản của mình. Đồng thời thị trường lao động suy yếu cũng có thể kìm hãm người mua nếu như các gia đình bắt đầu thấy rằng thu nhập của họ bị ảnh hưởng rộng lớn hơn. Và chuyển vòng đó cũng có rủi ro. Các nhà đầu tư có thể sẽ rút căn côn đồ của họ khỏi thị trường nếu như họ không bảo đảm được một mức giá mà họ cần và người mua có thể sẽ phản ứng nhiều hơn với lãi suất thấp hơn. Vội vã mua vào để mua vào các danh sách. Và các căn côn đồ là một điểm khởi đầu hợp lý cho những người mua mới vì chúng thường là ở dưới cùng của thang giá thị trường. Các chuyên gia nói rằng một cơ hội to lớn cho những người mà mua nhà đầu tiên và đang tìm kiếm những căn condo ở các thị trường như là Vancouver và Toronto khi mà chi phí vay và giá có khả năng sẽ giảm cùng một lúc. Nhưng đó không phải là những thị trường duy nhất ở Canada đột phá vào thị trường sở hữu và các điều kiện dự kiến sẽ trở lại bình thường ở hầu hết các thành phố trên khắp cả nước vào mùa thu năm nay. Không biết quý vị thì quý vị có đồng ý với những nhận định của các chuyên gia hay không? Rất mong quý vị chia sẻ. Nhưng mà các chuyên gia đã nói rằng có rất nhiều cộng đồng tuyệt vời với chất lượng cuộc sống tuyệt vời trên khắp Canada, ở Ontario không phải chỉ riêng là Toronto và không phải là chỉ riêng Vancouver nơi mà tất cả quý vị có thể tìm thấy một bất động sản thực sự tốt với giá hợp lý, dần dần vào mùa thu năm nay. Triplex 4718 4722 Boulevard Wine S H1H 1G1 Montreal Giá bán 668.000 đô la. Tầng trên gồm hai căn hộ 3 rưỡi có một sân thượng lớn riêng tư để thư giãn và giải trí Tầng trệt là căn hộ 5 rưỡi có không gian mở trang hòa ánh sáng tự nhiên Bãi đậu xe riêng gồm 4 chỗ Và đặc biệt nhà nằm trên lô đất rộng có giấy phép xây dựng thêm một căn thứ hai bên cạnh Hãy liên lạc Rinter Lan Vũ người am hiểu và nhiều năm kinh nghiệm tại thị trường địa ốc Montreal. Lan Vũ và team sẽ hỗ trợ thủ tục nhà băng để giao dịch được thuận lợi thành công. 514 967 4889. Cơ hội để sở hữu căn condo apartment tại North York số 3077 Western Road, đầy đủ tiện nghi, phù hợp với nhiều nhu cầu để ở hoặc là cho thuê với giá 520.000 đô. Quý vị quan tâm xin liên lạc Realtor Thuyệt Nguyễn Top 5 Listing Agent Right at Home Mississauga Brand vào tháng 5 2024. Số điện thoại 647-261-1980. Và thưa quý vị, sẽ cũng nói về việc cắt giảm lãi suất nhưng mà không phải tới thị trường địa ốc mà nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới tài chính cá nhân. Mời quý vị theo dõi những phân tích sau đây. Khi mà nói đến lãi suất, điều mà tồi tệ nhất đã qua vì việc cắt giảm của ngân hàng canada cũng đã và sẽ giúp cho một số người giảm bớt gánh nặng tài chính cá nhân nói chung theo cố vấn đầu tư cho biết mọi thứ sẽ chỉ trở nên tốt hơn theo thời gian lãi suất thấp hơn có xu hướng dẫn tới lãi suất vay thấp hơn kỳ vọng sẽ giảm bớt những gánh nặng cho những người mà có nợ thẻ tín dụng hoặc là hạn mức tín dụng về thế chấp nhà các khoản vay lãi suất thay đổi hoặc là bất kỳ một khoản vay nào liên quan tới lãi suất chính của ngân hàng canada ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất 3 lần liên tiếp. Và một phân tích mới, các mặt hàng tạp hóa này đã trở nên rẻ hơn. Cảm giác như trong vài năm trở lại đây, đồng đô Canada của chúng ta chịu quá nhiều áp lực từ lạm phát cho đến nỗi giờ đây. Chúng ta thực sự có thể có thêm chút không gian để thở trong tài chính cá nhân của mình. Và tôi nghĩ rằng chúng ta thực sự chỉ đang chứng kiến một sự khởi đầu của sự cứu trợ. Nhưng trong 6 cho đến 18 tháng tới, Người Canada nên mong đợi sẽ có thể tiếp tục thấy được nhiều sự cứu trợ hơn nữa về những gì họ đang vay cũng như khả năng tiết kiệm và trả nợ nhiều hơn. Sau được các giảm lãi suất mới nhất của ngân hàng Canada thì các chuyên gia khuyên mọi người nên theo dõi ngân sách của mình và suy nghĩ về nơi mà chúng ta muốn triển khai số tiền mặt còn lại của mình. Bạn có muốn sử dụng số tiền đó để trả nợ hay là tái cấp vốn để có lãi suất thấp hơn? hay là dành tiền cho mục đích tiết kiệm hoặc là đầu tư dài hạn không? Tình hình của mỗi người là khác nhau, nhưng mà chắc chắn là hãy tận dụng thời gian này để có thể xem xét lại ngân sách, xem xét lại thu nhập so với chi phí, trả bớt một số khoản nợ có lãi suất cao hơn. Vì vậy, hãy chắc chắn cần phải tập trung lại vào tài chính của chúng ta trong bối cảnh lãi suất giảm, trong khi thì bối cảnh lãi suất tăng, mọi người chỉ đang cố gắng giữ cho đầu mình không bị chìm xuống nước. Nói về lãi suất tiết kiệm, thưa quý vị, việc mà cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Canada không có xu hướng thúc đẩy lãi suất tiết kiệm. Chẳng hạn như là đối với các những tài khoản tiết kiệm và chứng chỉ đầu tư có bảo đảm như là GIC như quý vị đã biết. Và đối với những người mà đang tiết kiệm, họ cũng sẽ cảm thấy khá đau đầu vì lãi suất tiết kiệm đã giảm khá đều đặn. Trong bối cảnh lãi suất giảm, thì các chuyên gia khuyên là chúng ta nên đầu tư vào trái phiếu đây là một cách tuyệt vời để có thể duy trì những khoản đầu tư của chúng ta mà không phải chịu nhiều rủi ro hơn mặc dù lãi suất giảm có nghĩa là sẽ kích thích lại nền kinh tế nhưng mà nó vẫn chưa kích thích lại thị trường nhà ở và đây vẫn chưa phải là một thị trường của người bán đây vẫn là thị trường của người mua nhưng khi mà lãi suất giảm điều đó có nghĩa là nhiều người có đủ điều kiện vay thế chấp hơn và điều này sẽ làm tăng nhu cầu về nhà ở hơn và Julie không biết rằng những quý khán thính giả của tin người Việt Canada, người mà có rất là nhiều kinh nghiệm về đầu tư, quý vị có thể chia sẻ cho Julie cũng như là những người mà đồng trang lứa, đặc biệt là các bạn trẻ có thêm được những cái nguồn để đầu tư và tiết kiệm trong thời điểm này. Rất mong nhận được những chia sẻ của quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và thưa quý vị, tiếp theo là lệnh truy nã toàn Canada đối với một người phụ nữ Sở Cảnh sát Toronto đang yêu cầu công chúng giúp đỡ điều tra một vụ giết người liên quan tới vụ nổ súng khiến cho một người tử vong vào Chủ nhật ngày 8 tháng 9 ở phía Tây của thành phố. Và cảnh sát cũng đã phản hồi về cuộc gọi về vụ nổ súng vào khoảng 6 giờ sáng ngày 1 tháng 9 tại khu vực Ellington Avenue West và Times Road. Họ đã tìm thấy nạn nhân với vết thương do súng bắn và nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện nhưng mà sau đó đã tử vong. Nạn nhân đã được xác định là một người đàn ông 37 tuổi đến từ Brampton và một lệnh truy nã toàn Canada đã được ban hành đối với Stacy Downey, một phụ nữ 36 tuổi đến từ Toronto và bị truy nã về tội giết người cấp độ 1. Cảnh sát cũng đang kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy liên lạc với họ hoặc là Crime Stoppers. Và thưa quý vị, tiếp theo là một thông tin liên quan tới sức khỏe. Bài viết có tựa đề là người ngủ 9 tiếng và người ngủ 4 tiếng một ngày thì ai sống lâu hơn? Giấc ngủ như quý vị đã biết là ảnh hưởng tới tuổi thọ của chúng ta và đó là câu hỏi luôn được nhiều người quan tâm. Và nghiên cứu mới nhất được thực hiện bởi Đại học California cũng như là Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 1 triệu người từ trẻ cho đến già và cụ thể là từ 30 cho đến tuổi độ tuổi là 102 tuổi trong vòng 6 năm bằng việc là ghi lại thời gian ngủ của mỗi người và chia thành các nhóm thưa quý vị. Và tất cả mọi người được chia thành các nhóm như sau. Nhóm người ngủ ít, rồi nhóm người ngủ bình thường và nhóm người ngủ nhiều. Người mà thuộc nhóm ngủ đủ sẽ ngủ từ 6 cho đến 8 tiếng mỗi ngày. Người ngủ ít là người ngủ ít hơn 4,5 tiếng một ngày. Còn người ngủ từ 9 tiếng trở lên sẽ được xếp vào nhóm ngủ nhiều. Và căn cứ vào kết quả, họ đã phát hiện ra rằng Người mà duy trì được thói quen ngủ từ 6 cho đến 8 tiếng một ngày thì có tỷ lệ tử vong thấp. Nhất là những người mà dành 6,5 cho đến 7,4 giờ cho việc ngủ thì có tỷ lệ thấp nhất. Ở những người mà dành 4,5 giờ cho việc ngủ đổ xuống thì tỷ lệ tử vong là dấu hiệu tăng cao. Không chỉ có vậy mà người ngủ nhiều cũng có kết quả tương tự. Do đó, nếu như ngủ quá nhiều hay là ngủ quá ít đều là việc không tốt. Chúng ta nên dành thời gian ngủ sao cho hợp lý và bảo đảm sức khỏe trong trạng thái tốt nhất. Câu hỏi được đặt ra, mỗi ngày nên ngủ bao nhiêu tiếng là hợp lý? Như tất cả chúng ta đều biết thì đối với trẻ sơ sinh thì thường có giấc ngủ dài và mỗi ngày thì ngủ hơn 10 tiếng để bảo đảm tốt nhất cho sự phát triển. Đối với thanh thiếu niên thì so với người trưởng thành, người trong độ tuổi này nên ngủ nhiều hơn một chút và duy trì đều đặn mỗi ngày là 9 tiếng. Đối với người lớn tuổi theo năm tháng Thời gian ngủ của người cao tuổi sẽ rút ngắn dần, vì vậy về cơ bản nên dành từ 6 cho đến 7 tiếng mỗi ngày. Tức khuya rồi dậy sớm thì có tốt hay không? Thưa quý vị, theo kết quả của nghiên cứu Viện Sức khỏe Dân số tại Đại học Maxwell của Canada chúng ta đã kết luận rằng việc mà ngủ sớm hay là ngủ muộn cũng có liên quan tới tỷ lệ tử vong cũng như là nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Trong nghiên cứu thì người ta đã thấy rằng những người mà đi ngủ sớm tức là trước 10 giờ đêm thì có tỷ lệ cũng như là nguy cơ mắc bệnh tim mạch lên tới 29%. Và 11% nếu đi ngủ muộn hơn tức là sau 12 giờ đêm. Ngoài ra, những người lớn tuổi không nên dậy quá sớm. Nhiều người cao tuổi có thói quen là đi ngủ trước 10 giờ tối. Thậm chí là có người lên giường từ lúc 8 giờ tối và ngày hôm sau thì 3, 4 giờ sáng là tỉnh giấc hoặc là 5 đến 6 giờ sáng là có quý vị là ăn ăn cơm, ăn cơm vào buổi sáng rồi thưa quý vị. Tuy nhiên thực tế thì điều này không có lợi cho sức khỏe theo các chuyên gia cho biết. Người già hoặc là những người lớn tuổi không nên ăn sáng quá sớm. Thời gian ăn sáng từ 7 cho đến 9 giờ sáng là hợp lý nhất. Ngoài ra, việc dậy sớm không tốt cho nội tạng cơ thể. Theo quan điểm của Đông Y, thời điểm mà 3 đến 4 giờ sáng là lúc mà phổi của chúng ta hoạt động mạnh mẽ nhất. Nó loại bỏ những độc tố đã tích tụ trong cơ thể trong suốt một ngày dài và đồng thời sẽ tăng cường hoạt động để cung cấp đủ oxy cho các cơ quan quan trọng trong cơ thể chuẩn bị cho một ngày mới. Với những yếu tố mà ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ của chúng ta, mà chúng ta hay nói tới đầu tiên đó là công việc. Người nhiều việc thì thường thời gian 8 tiếng đi làm sẽ không giải quyết được hết. Chính vì vậy mà nhiều người cũng đã dành luôn cả cái thời gian ngủ để tranh thủ làm việc. Nếu như là chỉ là thỉnh thoảng thức khuya hay là tăng ca thì không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nhưng mà về lâu về dài, thiếu ngủ sẽ dẫn tới một số vấn đề ví dụ như là tăng cân hoặc là huyết áp cao, đặc biệt là hiện nay đây là một tình trạng đối với những người trẻ. Thứ hai, đó là yếu tố về tâm trạng. Người mà bị động thức khuya thường là bị mất ngủ và muốn ngủ nhưng mà không ngủ được. Đa đa số bởi vì tâm trạng của chúng ta không tốt hoặc là có bệnh tâm lý do lo âu, trầm cảm hay là đang suy nghĩ về một thứ gì đó. Nguyên nhân từ vấn đề sức khỏe tâm lý có thể là vấn đề sẽ làm cản trở việc mà tiết hóc môn, gây tổn thương dây thần kinh, dẫn tới việc rối loạn thần kinh, nhịp điệu giấc ngủ bị gián đoạn và từ đó dẫn tới tình trạng mất ngủ trong thời gian dài. Yếu tố thứ ba thưa quý vị đó chính là sự phiền nhiễu từ các thiết bị và giải trí. Không biết quý vị như thế nào nhưng mà đối với bạn thân Duy Ly đó thì khi nào mà mình đã xác định cái thời gian đó mình lên giường mình ngủ Là Julie sẽ tắt luôn điện thoại, tắt wifi và để ở cái chế độ là máy bay Là không có ai gọi được gì hết Tại vì Julie luôn nghĩ rằng là những cái sóng wifi nó luôn ảnh hưởng tới não của mình Chính vì vậy mà bản thân Julie là từ mười mấy năm nay Rồi cứ lúc nào đi ngủ là sẽ tắt wifi, tắt điện thoại luôn Quay trở lại với cái bài viết đó Thì họ nói rằng những cái trò chơi hoặc là những cái Uh, phim truyện hoặc là cái việc mà lướt điện thoại cũng là những yếu tố mà đang ảnh hưởng tới giấc ngủ của chúng ta và một khi mà đã bị cuốn vào thì quý vị lại khó thoát ra được nếu mà duy trì một thời gian dài cái thói quen mà xem điện thoại trước khi đi ngủ hoặc là vừa nằm ở trên giường vừa xem phone thì nó sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của chúng ta ngoài ra thì còn ảnh hưởng tới da ảnh hưởng tới mắt cũng như là ảnh hưởng tới khớp khớp cổ khớp tay uh, của cơ thể cũng rất dễ bị tổn thương và chính vì vậy mà một lần nữa Julie cũng hy vọng rằng những thông tin vừa rồi là hữu ích cho tất cả quý vị và chúc quý vị có một ngày cũng như là mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ đến và cảm ơn quý vị đã dành thời gian để tiếp tục theo dõi tin người Việt Canada mỗi ngày cảm ơn quý vị rất nhiều.